cầu kéo. Tiếp tục các bạn ơi. Kéo lưới vô cái lóc khủng vô này các bạn ơi. Mất cái quần luôn. Cái tới tổ đâu biết mình đâu biết đâu. Đâu hay đó. Càng tăng mày cái lóc bự kìa. Đó. Dễ ăn ở đâu. Rồi ra kìa. Ôi nhóc chưa luôn. Nè tăng. Mày mày mày. Rồi. Mày. Trời ơi. Cái gì bắt không được nó. Mày mày ơi lên cái. Coi chừng hai con không ta, kệ con khác nó kìa thấy không? Nè, tăng đâu rồi? Tăng. Giờ lên cái tăng. Ba con luôn. Bắt con kia ra đi. Ba con luôn quá đã rồi. Đây. Bu. Bắt ba cá bự trước đi. Để ngồi dưới cái đường. Đúng rồi bắt. Tăng. Đã ta. Quá trời quý rồi. Khó ăn lắm nha các bạn ơi. Gà của tỏi nó gặp quá. Rồi bỏ vô. Quá bự rồi. Rồi đưa cho trong. Mạnh quá mạnh. Bảo. Bước theo quay qua con để được để tao nói con con. Lên tao nói con hả? Bắt hoài hả? Quá trời. Rồi quá tỏi. Quá đẹp. À, cà lóc. Tới đây rồi. Quý sao quý gặn gì đây quý. Tôi chừng quý nó ngủ quá ha. Nè nè đang cái gì chuối đi ghê vậy. Lắp nó sống dữ lắm. Ừ, mạnh mà. Ở đây mò tết quý đây đầu này đây. Ừ, mò cái quý đây đi. Kéo quần lên ông Mamu. Thấy khúc trắng tươi rồi kìa. Mà hai kéo tiếp ổng rồi. Hình như cái vuông này là có xong rồi có xử lý vuông luôn mà. Cá giờ không dám mò cái vũng chính giữa. Nhiều. Nhiều quá trời. Trời ơi, hổm bắt ngoài ruộng kìa, một cái hang 110 mấy hay 120 con vậy đó. Cái gỗ cái lóc dọn vô cái hang. điếm mỗi tay đâu mỗi miệng chứ. Nhỏ khỏi bắt đâu. Nhỏ khỏi bắt. Nay giàu rồi đâu có phải đi kiếm cá mót đâu. Lựa cá bự bắt à. Thì chứ mấy cá rô này nó mập vậy, kho nó béo. Thôi trái giác. Ăn thôi giác về luôn. Giờ này tính ra món hết trơn mà hay. Chút xíu là muốn món nào thôi cứ lên được đơn sẵn đi. Cá gồ bắt cá mà tới hót vậy để đệm luôn. Chịu hết nổi. Ê, cái quần nó túm vô nghe. Tội luôn kìa. Tội khúc nó chui vô nó nẹt mệt lắm luôn á. Rồi người tội bắt cá gồ chui vô cái áo. Lên hoài nó vô xuống. Quá trời cái dũng này. Dũng này đầy thao luôn. Thằng không bắt sình hơn bắt. Bắt con chỗ một con cá nhóc kìa các bạn ơi. Cá như cá nuôi vậy trời. Giống thiệt ha. Hai ba cái đầu nó nằm. Cái mỏ rồi biết. Nằm chống hai ba em. Giờ ghét rồi. Lóc luôn rồi. Này ngồi cái gì ta? Không phải.
đây đâu có nuôi con gì đâu thôi. Cái này đâu nuôi, nên đâu nuôi cầu lắm. Thắng này ở quần không? Cái cá cá nó nữa nè. Đâu cũng có cá vậy chạy. À, không nghe vợ ăn động nữa hả? Giật nó giật. Nước rồi có cá. Ủa cái đó con cá gì vậy ta? Trời, con cá gô hết biết rồi. Bự lắm nha quý ơi con đó. Chắc dính à. Bự lắm á. Nước đầy quá. Thấy cái kỳ nó ghê không? Kìa đâu kìa. Hồi nãy con cá gô đã lắm quý. Rồi nó chảnh dặn dặn nha. Nhanh như chảnh kho tiêu đi. Nuôi. Đó 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 kìa kìa kìa. Con ổ này quá trời cá rồi các bạn ơi. Không lẽ sợ nó sao? Lụm nó tăng. Ở tát nước ra bớt. Đúng rồi đó. Dẹt dẹt cái đường nước ra cho nước ra cái dễ bắt. Hay. Trời ơi trời cái nè. Không biết bắt con nào luôn á, dày á. Không biết bắt thiệt luôn á. Cá nhiều lắm, đầy luôn. Quá trời Dũng này các bạn ơi. Trời kẻ nằm kìa tăng kìa nằm đưa đổi á. Kìa trong đó nhìn không biết luôn không. Như cục đất vậy. Bự quá bự. Quá hả? Bù đen. Ông chết má ơi. Ông chết hả? Ông kiếm cầu cát mới mới chứ chưa ngon. Đây Tăng sẽ xử lý mấy con cá gô khủng trong này các bạn ơi. Đó người ta trái kìa, nằm sát mấy bờ luôn kìa. Sát mấy bờ đó đó đó, sát mấy bờ đó. Nó đó. Đè xuống. Đè mạnh xuống bắt được à. Trời ơi cái đầu bự bằng tay đâu đó. Trời đâu giờ bài bản ra đây. Ôi là trời cá gô là trời. Bự hơn cá gô nhà nữa trời. Gô nhà nó cũng lớn. Nó là 4 triệu ơi, không gà có nãy giờ có cái lóc mà bự 4 triệu. 4,6 triệu rồi ba ơi. Ôi gô cái nè. Quá. Tao nắm không rõ. Quá trời cá gô. Tới nữa hả? Nói nữa hả? Có đông quá 4-5 con trong tay luôn nè. 4-5 con bắt từ từ thôi. Khó bắt quá, chi dữ vậy. Ôi, có, nó có hư cái gì không? Trời ơi, bắt cái gồ cái ba con lượt luôn kìa. Con nè, đen hết trơn dưới nè. Kiếm ơi. Này quay clip qua lấy con khúc rồi nó bắt cá cạn. Bắt cá mắc cạn. Quá trời các bạn ơi. Tắt đè bắt cá miền Tây nha quý vị. Bữa hổm cá gô đó đã nướng nướng xong cái không ăn, không ăn xong cái ăn chưa hết nổi rồi cái tới ăn không ăn cái biết sao không, không bữa đó đó. Đem lên kho, kho lại. Ông kho lại. Chút cố kiểm á, đem kho lại cũng chết luôn, kho tấp mỡ giùm luôn nha. Em đến kêu hồi nếu mà ngán nữa đem nấu lẩu mẻ lại. Tại lúc đó ngán cá rồi. Rồi nấu mẻ ngon rồi. Trời ơi cá gô nó bữa không bữa đó nướng béo lắm mà có một cái làm như ngán mà hồi sao á. Em ơi. Sạch răng. Cái đó là cái sạch beta. Vậy. Trời ơi, nhỏ hơn cá thằng Tăng nãy. Cá thằng Tăng nãy nó lùng củng à. Không lấy cá rồi mày. Thôi giờ tôi mua cái lỗ này 10 ký cá gô nè. Cá nửa ký hả? Có à. Cả tầm đó à.
Nãy ra kia có con bự hơn đó một chút, y gan vậy đó, nó cũng trời trồng quay luôn. Con mặn rồi á, mới bự á. Ờ, con rồi nó mập, dài nữa. Sao mặn vậy ta? Chắc cá bự lỡ lan. Mặn nặng cơm. Thèm, thèm nào mặn nấy, quá trời đó rồi. Nó lấy gỗ đãi á. Nó đã cứng không có chuối đó phải không? Ừ. Đợi, bỏ miếng sình vô. Đút sình vô lại. Chơi đủ chiêu nó luôn. Đủ. Ù má chơi sẵn tiếng giá luôn trời. Nó chui vô quần mình luôn á, ngắm quần quá bự. Nó nằm cắt cà bá luôn à. Đi lên rửa đây nó sức mẻ vô không? Nó bụng mạnh lắm á. Hai ba lần nó chuyển tên quá. Con còn 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 bự lắm. Ừ. Đúng rồi, nãy tới hai con hay gì lận. Nó thấy cá bự quặn bự lắm mà sao bắt lên cá nhỏ nhỏ không ta? Cá bự kia hết. Cá bự trước hết rồi. Nha, đổ vô con cá bò. Đề thao đổ luôn. Đề thao kéo lên nó nổi á. Nó nhỏ không mà. Đủ rồi. Hay thiệt chứ. Báo rồi chứ. Nãy giờ ngồi bạn lỗ được nhiêu mà. Sợ nhiêu đó đó. Chưa nói còn. Nó bắt nãy giờ lỗ nhiêu đó. Các bạn đóng quần lại nghe, ủa cá gô thấy cá lâu hay lắm. Nó nồng lên hoài thôi. Cá gô thấy cá lâu hay lắm, nó chung vô. Bây giờ mày vô chỗ mày lấy thêm cái thau nữa ra, đụng ra tao chứ nào lại cái sông đây đó. Được rồi. Nắp bu vàng mà. Cái gà. Bu vàng. Đóng kia cái gà. Ờ, con nào nó. Đi. Trời, con ngựa giống chó con báo vậy. Lên gấp máy đi. Máy vậy. Không nổi bắt đi, không nổi xịt chết trơn á. Bác biết nào hết ông nội. Sao hết. Cái gồ không chết đâu. Cái gồ không chết đâu nhóc. Đó đó. Nãy hả? Gãy mình đi đăng là được không? Gãy mình đăng bọt. Thí xù. Thôi cứ chết đi nói con nào gãy đăng bọt chiên luôn à. Dũng đâu mà quá trời cá các bạn ơi. Bỏ tay mà dính nè Quý. Chở mà bắt không mà bệnh luôn. À, kè quấy quấy đang dốc kè che nè, hai ba con luôn đó luôn. Ờ, cá thì nó dễ bắt chết mắt xuống đây đó rồi. Đó một cái tính cho chỗ cổ hả tiêu luôn rồi. Quế nó bắt, nó bóp điện ra thôi. Hôm nay em kẹt rồi. Nó cũng mới đâu. Nó cũng mới. Mệt lắm rồi. Bắt lần đó. Về miền Tây bắt cá lần sẵn tới già luôn. Cá lần tầng nãy dứt xuống bắt dính ra. Chưa. Dính mất tiêu luôn rồi. Dòng đó đó. Chỉ vô quần mày đó. Em có mặt con dòng. Bỏ đi. Thả lại con hay con bình thường. Hết dũng rồi nữa không? Công ty mình mạnh mà. Là hết rồi đó.
lấy quần dạo 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 rồi nó vô không? Chính là bắt đỡ bắt cua á. Còn biết đứng lên biết kẹt rồi đó. Trời ơi, vậy nó còn em. Ê, mà mỏi dưới rồi chẳng còn nằm dưới nữa, nó sắp lớp. Mỏi dưới đó chẳng nó sắp lớp dưới á. Nó dấu giò này nó cũng ưa vô nè. Cái Dũng không hết chưa? Mà lúc nó chuối á, vậy 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 quậy 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 đuôi nó nằm. Có hai con á. Trời ra, ra. Bảo, 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 quá bảo rồi. Con nữa đâu nó không nhảy hết nó chạy. Đùa nó em chết rồi, nó không nhảy. Giống cái đầu nó có gì? Còn lại thấy hai con rồi. Hay thì chớ nằm như không thấy luôn. Mà, vậy là nó còn vòng như này nhóc nè, kê hết nè, phải không? Nè 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 cái đầu nè. Nó mình rút nước á là nó lên nó kiếm đường trốn chui. Đó nhóc luôn, là trong này nhóc nè. Có Dũng Trịnh nó bắt nãy giờ nhóc hết trơn cái luôn. Ừ, có Dũng nó không, nó nãy giờ bắt 2 thao rồi đó. Nãy mão 10 kg rồi ngon rồi. Sình không chục ký mẹ rồi. Rồi. Cá chưa tính nữa. Cặp cặp. Cặp cặp luôn hả? Ừ. Gì ở chỗ này không, cá còn hoài trời. Cái này bắt xẹt nó hết chứ không bắt không xẹt quá không hết đâu, bắt dạo tay đi hồi xẹt sao hay lắm. Mình bơm máy cái là nó kiếm đường nó trốn nó tẩu rồi, nó lên nó chui được chỗ nào nó chui à. Nhấc máy dấu giò này nhiều lúc nằm chấm á, thôi ở trên này chỉ mình lấy ra cái chục câu. Ừ. Thôi công tác rồi. Vị trí này chích lại còn nè. Cái gì đó, kệ đi, hồi đó không chích lại. Chích cái nó quậy lên thấy liền. Ừ. Nó nhích nhích đó. Ừ, ông với của tỏi rồi bắt từ cái máy rồi trở lại đảng qua tôi bắt từ đây tới cái máy. ba tôi hả? Ba tôi. Nè, chỗ này còn lúng dữ lắm nè, chỗ này cá nhóc. Cái chỗ lúng rồi còn cá nhiều. Ây da. Cá gô này báo hơn cá phi nữa. Cá phi dễ bắt hơn. Cá phi nó không có chuối. Cái giống này nó đậm đỡ đẹp hơn mấy cái đồng. Cá phi nó đồng đẹp đúng. Nó như bảy tay rồi. Thấy cũng đỡ lắm rồi đó. Cá gô gì nó nằm dùng địa điểm sao? Đó hai. Ngày em nó nói đợt sau chắc rủ tắt đè chắc nó hỏi nghỉ về. Bắt cá đi về bắt cá từ Cần Thơ mà chạy về tới đây rồi cuối cùng nữa ai đi mới có nửa đè muốn lết bánh rồi nè. Tưởng như già luôn. Bay gì nổi mà bay. Đúng cái chân con rùa nó gì trời. Cần Thơ mà bay về đây rồi đáp ở đâu quá hai. Trời ơi, cái con nằm nó vui nè, đuôi nè, đầu nè. Bạn coi nè. Cái đầu nó vui nè. Trời ơi, đây nè, quý ơi, nó nằm. Nằm nè, nhìn không kỹ, nhìn không biết nha. Nè, đầu nè, đuôi nè. Mấy Dũng này là nhóc luôn đó. Thấy nó nằm không quý? Nè. Cái bên bển mình bắt hết chứ bên đây bắt không giờ hết. Đây nó đầy dữ quá. Dữ rồi. Đây xịn non nhiều hơn. Đúng rồi, cái này chích nó được, bắt ra sơ thôi chích. Kéo cái thao lên giữa này cho quý nó bỏ cái vô. Ê, 10 điểm. Đầy thao nữa. Coi cái con nhỏ là... Quý bắt đâu xa quý nhóc luôn nè. Thấy không? Nhìn không? Nè nhớ nó nghe đầu. Hai bà con nữa nè. Trời ơi cái gô cái đuôi cái chỏ hết đó kìa. Nhưng người ta nghĩ nó quay được, người ta bắt cá nó quay về dài trước cái tay, nó quay cho cái kẻ
Rồi. Bà hai nhìn kỹ quá. Coi clip kỹ. Chưa hấp dẫn bác này phải có cụ hai một hai con phụ nữ vô nữa. Có rồi hết lần một bỏ xíu đi luôn. Mấy sao? Em nhớ anh có nhân viên lại nhiều lắm không? Chính là nổi nhân gì à? Giang vlog hả? Cái vô đổ dụng cái đi. Đổ cái bạn. Biết rồi sáng mướn hai nhỏ dây số vô đây được rồi. Đào hết luôn hả? Đo bắt cái gô nào bự nhất đo nó thôi, nó bự hơn cái gô không? Cái gì đó đi không nổi luôn. Bây giờ mày không có mướn, nó làm gì theo. Nó về đây đi không nổi luôn, nó mò mò chứ. Không nghe. Không nghe. Không nghe nói anh cầu thằng kia trên TikTok, nó nói anh cầu thằng nhà có TikTok mà độ ma dạ của mấy thằng đại gia mình dòm được. Đây người miền Tây thật thà lắm nha các bạn ơi, chắc phát không có sao nói vậy nha các bạn. Anh này anh chủ vuông nè các bạn ơi. Cái gì em gửi xong thoại sao. Gọi giữ thẳng. Sao đỡ lên nổi đây. Lết luôn kìa. Quá trời, ngồi cái tích người ta lên được rồi. Quá sao. Rồi. Quá xinh nè. Rồi hiểu ra được sao điện nó nghỉ về rồi. Phá máy luôn. Đấy, phải nó đợt xuống, nó xuống ngay năm kia là ngon ha. Năm rồi với năm trước nào nữa à, năm rồi toàn là cá chê bằng ngón tay vậy nè, chê trắng á. Là nó bò như là trùng chỉ vậy đó. Bò. Trời ơi là trời, nhìn hả, nguyên cái này nè, nó lóc dài, nguyên cái bờ nó kẹo chứ. Cái mà tới cá nhỏ lấy nó sao mà chụp video á. Ông á. Dạ. Ý là nó thanh niên đó má hai ơi, chơi nghe câu sao. Ông lúc hồi lúc mà ông còn thanh niên rồi, chắc gái buông nhiều lắm. Cái số nữa. Còn trẻ gái bu lớn lên kiến bu. Thiêu đường. Chết. Chết luôn. Chết cho bác hai liền, nói rồi đừng có nghịch. Nè đuôi nè. Dám lắm á, đó bà nội phải với số, nghe ông nội con cãi rồi, bà con trẻ với số rồi đó. Bà nội với số. Thầy đó chắc chưa có đâu. Đâu có rồi đó, đâu có số bán, có rồi nó bán số đề đâu. Thật cái rồi trời lên này ha. Hồi đó có bán. Hồi đó nó bán cái số này thủ liền không ông hai. Các bạn. Tầng hả? Trời là có tới tàu lớn lên chút nó có số dò liền. Nó chắc đâu đâu có sỏi trong phòng trọ đâu hả? Sỏi trong bụi luôn không? Quỷ là lâu về vô luôn buồn hiu trời, má biết gì không về. Sai lầm rồi. Đi nhà ngủ không? Đi nhà ngủ khỏe. Hết lên luôn. Chạy xe hơi vậy, chạy xe nhỏ về mình. Đã đi khóc luôn. Mà chạy xe nhỏ về lạnh quá lạnh. Hầm cá chê trắng lụng mẹ biết sát bệnh luôn. Mấy trăm kg cá chê trắng còn mà ngón tay cái à. Không bự. Vô quắc như cái nhỏ lớn rồi có bắt đề nào giữ gì không? Quý. Không bắt đề thiên nhiên không ạ? Đề thiên nhiên mà. Bắt nó chút xíu là lên rồi phải không? Mặt bệnh luôn, cá thì nhóc đi mà. Ngồi đếm thì con bệnh. Nhiều không có tội với ảnh thì bắt đã đợi chúng cái hàng rồi. Mày bắt đi. Tao bắt tao hối rồi. Đã bắt cái hàng trăm mấy con rồi. Ngồi đếm thì con. Quá trời. Rung đất ra chơi, ngày tới nó gần tới nó rung đinh chứ. Phải giờ thấy có đó hai. Bác hai lụm đi con quay nha. Kiếm ai da.
lắm mấy gốc dừa này. Nó nằm lốp lốp như này. Đây, bác Hai phát hiện cái gốc dừa. Rung rinh gốc dừa luôn các bạn ơi. À, các bạn coi cá nằm nè. Ôi trời 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 báo báo báo. Không phải thục lên đây mới được. Cá này nó quậy quá quậy các bạn ơi. Thục ra một chút đi, nó quậy. Đây nó nằm đùm lốp dưới này nè. Nhiều lắm con, nguyên một. Nghĩ đi cái hang mà nó bây giờ nó lú đuôi ra ngoài tới ngoài luôn là biết rồi. Thì này do điều kiện kỹ thuật mình không có quay sát đâu được nha các bạn ơi. Nó dằn sình dữ lắm. Hạng bắt cái gốc dừa này đi lên luôn các bạn. Dữ lắm. Nằm dưới đây là vậy. Nốt dưới này giờ ta vô hết còn đường vô. Bắt ngoài ra chứ. Thấy cái gì có đuôi vậy vậy ta. Vô hả? Đó, không đó. Rồi trời nè. Mình tay gì quý. Thấy ở ngoài không nữa. Cái thao sát bên đây cái ở ngoài không ạ. Rồi. Mà ngoài muốn xỉu hay vừa lên ăn cơm đi ơi. Nó tập trung rồi. Phải lên cơm đi. Làm như xương trước đi, thấy có bia. Có bia rồi sẵn rồi đó. Kêu rồi mới biết mấy mày vô đúng không? Nó mua ra một thùng để sẵn rồi đó. Quá trời cá này các bạn ơi. Trời ơi cá. Đây có ai đâu nhậu, không có ai đâu biết nhậu, con nhỏ lắm không biết nhậu đâu. Không biết hả? Đó vậy là giao thông khỏi thổ. Cái rô nó làn đuôi chứ. Hai ông hốt. Cái hang nó còn sâu lắm đó bác Hai. Nó hang chứ không phải hang đâu, tại cái dừa nó sập xuống á. Dễ dừa nó chuối vô nó trốn. Trời ơi con cá lên tới trên mép này mấy con luôn nè. Có hai giờ giờ hốt 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 ra thôi chứ không còn bắt 10 con nữa. Cái cỏ này bắt cá hồi ngoài các bạn ơi. Lấy cái ghế rồi lại đổ rồi lấy đi. Cái rô nó nằm như này nè các bạn. Cho nó lên được cái này trời. Nè nằm như này nè chú Hai. Đó mấy con luôn đó. Thấy không? Cái chừng trong đó nhóc luôn á. Ô nhóc luôn kìa. Mày 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 ấy cho quý. Thấy mệt chứ. Mệt chứ, mệt, mấy mệt lên trước đi. Đổi rồi đổi rồi. Đá banh này bao xăng. Đá tới bù giờ luôn chưa chịu ra. Mệt chứ. Có mệt la lên nghe để thôi là kinh lên không nổi. Rồi, giờ tự lên đi cho nó nhẹ. Ở đây cái này không được xe. Lên rồi. Bệnh viện chạy vô không tới đó. Nó chịu đây cái chết luôn rồi. Cứ xong thì nó ok. Quá bác Hai đưa giỏi như đưa hết bọn đó mày. Như lục bình không á. Chạy nó dướng không, hậu dướng lục bình không chết rồi. Ừ. Dạ, dạ, dạ. Dạ. Đây không có nặng đâu, không có nặng người tiên á. Con học lớn nè. Ý là cái đề này nghe đề kia quý còn xẻo lên xẻo xuống nữa. Cái đề kia mới giữ, đề ngoài kia thì dài. Bắt cá giờ tay bắt tay ém lỗ chứ. Để đổ một cái này nữa. Qua tiếp để rồi. Nó xẻo à. Chi tiêu à. Không cá. Chi tiêu à. Ba cái thau nó cũng hết nữa. Đang dưỡng gà. Ở bên con hơn. Quá là cá.
Rồi tay luôn các bạn ơi. Đây tiếp tục cá nè. Để chờ cái con bự nó riêng nghe trái. Ngồi ngáy nó mua vài con bự nuôi á. Quá trời. Trời ơi, cái vô này các bạn ơi. Đúng lòng không luôn. Quá trời cá. Trời, con cá kìa. Nó cái tượng nhớ vậy. Cái kia kìa, đủ tí mồi. Trời ơi, trời Văn Hiền. Nó chưa trắng. Nó chưa trắng nha. Trắng nha. Ừ. Quá đã. Tụi nhiều ông kêu nó qua đây vừa ngồi nghe vậy. Dấu chân kỷ niệm. Đưa vô chân nghe luôn. Ui da rồi. Dấu chân kỷ niệm. Họ cho mày đi vô canh chua mày ở quá con trai. Hồi vô canh chua quá. Ai ngồi xong cho lấy ai bữa quần cục nè. Tiến đó luôn hả? Thay hả? Con thấy ai mượn cái quần đó luôn đi. Có vừa không kìa? Quần đang bận đó. Trời ơi còn cái nữa. Không rồi. Chơi hôm đầu tiên. Hôm đầu tiên. Hôm đầu tiên. Ghét. Đột cái này còn cái kia. Quá trời cái các bạn ơi. Ô còn có thủng nữa hả? Nó có thủng chưa? Cá nhìn thấy mê ha. Thì ra như tắt đè vậy ha. Như cái đè nè. Quá trời á. Chuẩn bị mua xe tải đi, ta lên đi cá này luôn đi. Đây nhà không. Đó rồi cả. Rồi ha. Cả nhà mình sẽ biết vui vẻ nha.